Rồi hello, chào mừng quý anh chị đã trở lại với kênh Mỹ Mô Tô của em nha. Hôm nay thì em có mặt tại Bình Dương, cửa hàng Mô Tô của anh Phong nè anh chị. Để tiếp tục quay cho anh chị các bạn mình lô xe ở khu vực này nha anh chị. Có rất là nhiều mẫu xe thể thao, Deadbike nè, và dáng cổ điển classic là có đầy đủ luôn nha anh em. Đấy, trong khi xem video này anh chị các bạn mình có nhu cầu quan tâm dòng xe nào có thể liên hệ qua số em có để trên màn hình nha anh chị. Cũng như là mình trực tiếp đến địa chỉ 64 Nguyễn Chí Phương, Dĩ An, Bình Dương nha anh em. Để trực tiếp coi xe luôn. Thì cũng như thường lệ cửa hàng có hỗ trợ trả góp nha anh chị các bạn ha, và ship xe ở xa. Anh em ở xa có coi được thì ưng xe liên hệ ngay qua số trên màn hình nha anh chị ha. Rồi hôm nay như đồng hành với Trọng nữa nè. Rồi chào Trọng. Chào toàn thể anh chị và các bạn nhé. Hôm nay em với anh Mỹ sẽ tiếp tục cập nhật cho anh chị một số cái mẫu xe giá mềm hiện có trong cửa hàng anh chị nhé. Có Classic này, Cruiser hoặc cà phê Racer, có đủ hết nha anh chị. Với lại trong tháng này là mình còn chương trình giảm giá phân khúc 152 triệu đúng không? Dạ đúng rồi anh. Đó, vẫn đang trong quá trình giảm giá nha anh chị. Em giảm hết đến ngày 15 tháng 12 anh chị nhé. Đó, bây giờ sẽ đi lần lượt từ dưới lên cho anh chị coi luôn ha. Rồi, đó. Mình đi cái hàng trong luôn đi Trọng. Ok. Hàng trong cùng kìa. Đấy, em sẽ đi từ hàng trong cùng cho anh chị mình. Đầu tiên nó có cái mẫu Classic giá mềm cho anh chị này. Nó là mẫu SQM Husky 125. Nó một mẫu xe của Đài Loan. Con này thì nó mang cái biển số của 76 Quảng Ngãi. Đi được 12.000 km anh chị mình nhé. Xe thì sạch đẹp, liền lạc, zin từ đầu đuôi luôn, bô zin vẫn còn. Chiếc này thì em để cho anh chị mức giá cũng rất là dễ thương. Hôm nay còn có 18 triệu thôi. 18 triệu em bao hợp lệ cho anh chị mình nhé. Chiếc này thì em không có bao rút hồ sơ. Bao hợp lệ cho anh chị mình 18 triệu. Đó là mẫu SQM Husky 125. Đó, Husky thì em còn một chiếc này nữa này. Để nó hơi xa nhau tí. Có con này thì nó mang cái biển số 66 Đồng Tháp. Xe đi được 24.000 cây rồi. Xe cũng là 2018 luôn nha anh chị. Xe thì cũng máy móc nguyên bản. Em vẫn bảo hành máy đầy đủ 6 tháng. Nó lên thêm một cái bô Classic rất đẹp này. Chiếc này thì em để cho anh chị giá cũng rất là dễ thương, 18 triệu luôn. Hai chiếc này đồng giá 18 triệu bao hợp lệ cho anh chị nhé. Còn con su bên đó, con su này là dáng, con su này su GN 125. Đó, anh chị nhìn thấy chủ xe cũ dọn rất là đẹp rồi. Phuộc mới này, dàn áo bình xăng là sơn si lại mới đét hết rồi. Cục máy là êm du thì thầm. Chiếc này thì nó từ 2000 nhé. Biển 76 Quảng Ngãi, Sun năm 2000. Con này hết xăng. Máy thì êm du, không có tiếng động lạ luôn chị nhé. Máy rất là êm luôn. Đó, đáng trải nghiệm. Con này thì để thôi anh chị là mức giá chỉ có 15 triệu thôi. Mua về cho chú nào đi cà phê bên quanh gần nhà hoặc đi gần nhà rất là êm, cái loại này ạ, rất là khỏe nhá. Su mà máy chính hãng của Su luôn, giá chỉ rồi có 15 triệu thôi anh chị nhá. Rồi tiếp tục mình xem khu vực bên đây nha anh chị. Tiếp tục em sẽ cập nhật cho anh chị một số cái mẫu Classic hay cà phê Racer. Đầu tiên là có thằng Classic, nó là Legion 150. Con này thì mang biển 60 Đồng Nai, xe 2019 nha anh chị, biển 60 Đồng Nai. Xe này đi được 15.000 km thôi. Đó, xe chuẩn nó đô, sạch đẹp, 15.900 cây. Con này nó là 150, giá gốc của nó là 30 triệu 9. Hôm nay giảm vẫn còn 28 cho anh chị mình thôi. 28 triệu bao rút hồ sơ nhá. Con này thì vẫn bao hồ sơ. Đó, bánh căm thắng đĩa cực kỳ đẹp này. Còn sang bên này có cái thằng lớn hơn của nó là Legion 200, dáng cà phê Racer. Con đầu tiên này nó mang gốc của nó 94 Bạc Liêu. Em đang rút hồ sơ rồi, anh chị đợi hồ sơ là về bấm số thôi. Xe 2020 nhá. Nó full upside down này. Đấy, bánh mâm 2 tháng đĩa trước cực kỳ đẹp. Máy móc thì zin nguyên bản, bảo hành 6 tháng đầy đủ cho anh chị mình chơi. Con này thì để cho anh chị mức giá là 30 triệu bao hồ sơ. Còn con này là mang biển 85 Ninh Thuận, xe cũng là xe 2020 luôn. Con này thì nó đi được 31.000 cây rồi. Yếu bình chị ạ, 31.000 km. Nó cũng là upside down này, 2 tháng đĩa trước. Rất là ngầu nhá, dáng cà phê Racer. Chiếc này thì để cho anh chị mức giá là cũng ở 30 triệu bao hồ sơ luôn. Đó, Legion 200, hai chiếc 30 triệu rồi. Còn sang đến chiếc bên cạnh này, chiếc này thì nó mang cái biển 61 Bình Dương, xe 2020. Con này thì nó đi được bao nhiêu nghìn cây ta? 15.100 cây. Có, xe thì sạch đẹp liền lạc, 15.000 cây, để cho chị đồng giá luôn, 30 triệu trên một chiếc nhé, xe 2020. Đó, chiếc này lên thêm được cái bồ phía sau kìa. Còn lại là nguyên zin hết nha anh chị, 30 triệu bao sơn. Đó, sau thằng này em có thằng Classic, nó là cùng chung cục máy với thằng Legion luôn, nó là Genetainment 200. Đó, con này nó thay vì bánh căm thì nó đi bánh thay vì bánh mâm nó đi bánh căm. Chuẩn giá Classic hơn nhá. Biển 66 của Đồng Tháp. Xe thì sạch đẹp liền lạc luôn. Máy móc thì em du thì cầm, không riêng lại. nay giảm cho anh chị là còn 27 triệu nhá, 27 triệu bao rút đủ số gốc cho anh chị luôn. Khá mềm nha anh em ơi. Mềm, một mẫu 200cc mà chỉ có 27 triệu thôi anh chị nhá. Dáng khá đẹp ạ. Đúng rồi, dáng classic rất đẹp. Còn sang bên cạnh em có cái mẫu Kawasaki W175 cũng là dáng classic luôn, cực kỳ ngầu. Con này thì mang cái biển số 47 của Đắk Lắk, xe đi được 29.000 cây rồi. Đó, xe màu bạc đen sạch đẹp, có lên thêm được cái chói đèn led này. Nó và ghi đông đồ chơi cho anh chị nhé. Ghi đông đồ chơi, còn lại là nguyên zin hết nha anh chị. Chiếc này để cho anh chị giá mềm thôi. Hôm nay giảm xuống cho anh chị là còn 38 triệu bao hồ sơ, từ 40 triệu 9 hôm nay còn 38 nhá. Giảm xuống cho anh chị 38 luôn. Rồi, còn sang bên này thì em có một cặp Yamaha FZ 150i. Chiếc đầu tiên thì mang cái biển số 49 của Lâm Đồng, xe màu trắng xám nhá. Biển 49 Lâm Đồng, xe màu trắng xám rất đẹp. Xe này đi được hơn 70.000 km rồi, chuẩn auto luôn. Máy móc thì em vẫn bao hazin, bảo hành 6 tháng cho anh chị. Đó, máy thì em xe nhập khẩu của Indo chính hãng, có két nước, anh chị đi phượt xa cực kỳ khỏe. Chiếc này em để cho anh chị bao hợp lệ ở mức giá là 18 triệu thôi. 18 triệu anh chị có thể sở hữu mẫu mô tô rồi, chính hãng luôn, quá đẹp, quá rẻ. Còn sang bên cạnh em có thằng 86 Bình Thuận. Đó, chiếc này thì màu xanh trắng, xe 2015 nhá, đết cuối. Đết cuối của lốc bạc. Con này lốc bạc nó sơn lốc màu đen. Đi thêm cái bô. Biển 86 Bình Thuận, xe 2015 đi được 42.000 cây. Đó, máy thì em zoom. Hôm nay giảm giá xuống cho anh chị là còn 21 triệu. Chiếc này thì em bao hồ sơ cho anh chị này. Anh chị mua góp không cần trả trước nhé. Bên em vẫn áp dụng chương trình là dưới 30 triệu không cần trả trước. Anh chị có thể góp được rồi. 21 triệu. Đó, còn sang bên này em có mẫu FZ 155, anh chị hay gọi FZ 155 á. Vision 155. Con này thì nó mang cái biển số 61 C1 của thành phố Thuận An, Bình Dương. Chiếc này nó qua nhiều đầy chủ rồi, cho nên em bán bao hợp lệ cho anh chị thôi. Bao hợp lệ cho anh chị ở mức giá là 28 triệu thôi nhá. Hôm nay giảm xuống 28, quá đẹp. Một mẫu xe động cơ 1.5 VVA. Con này chắc chạy Bắc Nam thì quá ngon rồi. Đó, còn sang bên cạnh này thì em có cái mẫu Yamaha XR 155, hiện tại đang còn một cặp này. Con đầu tiên này thì nó mang cái em đang rút hồ sơ rồi, chắc là sắp có hồ sơ luôn rồi nha anh chị. Xe 2021. Đó, con này thì nó độ thêm cái bô T Classic, bô zin của nó vẫn còn. Anh chị mua xe đến gửi kèm bô zin cho anh chị mình nhé. Kèm bô zin. Chiếc này thì để cho anh chị mức giá còn có 65 triệu thôi. 65 triệu bao rút hồ sơ. Còn sang bên cạnh, con này thì nó biển 68 Kiên Giang. Con này đi nhiều hơn xíu, đi 7.000 cây. Nó nhiều đồ chơi nhé, có ghi đông cao, đi phượt khỏe này. Tay dắt phía sau cho anh chị này. Đó, két nước lớn, đi phượt xuống nhé. Cụm chói đèn led rất đẹp. Con này thì đi 7.000 cây, gốc 68 Kiên Giang, em đang rút hồ sơ luôn rồi. Chiếc này để cho anh chị mức giá còn 63 triệu thôi, 63 triệu bao hồ sơ. Đó, rồi trong quá trình em quay mà anh chị các bạn mình xem chi tiết xe chưa rõ có thể trực tiếp liên hệ qua số trên màn hình nha anh chị, để coi xe chi tiết lần nữa cho nó kỹ nha anh em ơi. Sau này em có một số cái mẫu Sport giá cực kỳ dễ chơi này. Đầu tiên là em có con GPX Demon 200 bản next là Sport nhé, bản GR. Đó. Xe mang biển số 66 Đồng Tháp, về thiết kế của nó thì cực kỳ hầm hố luôn, rất là đẹp. Chiếc này giá thành cực kỳ dễ chơi nhá, chỉ có 40 triệu thôi anh chị mình ạ. 40 triệu đã bao rút hồ sơ, bảo hành máy đầy đủ 6 tháng cho anh chị. Đó, cái đời mới thì đời trang bị FI rồi này, nó có két nước này, anh chị đi xa yên tâm nhé. Còn sang bên này con Sport giá rẻ nữa này, con này thì nó động cơ 200cc, 200cc luôn, nó là Bajaj Pulsar 200 nhập khẩu Ấn Độ nguyên chiếc. Đó, con này thì mặt rất là ngầu này, nó ABS 2 kênh đầy đủ luôn, đặc biệt là có hồ sơn cầm tay 2018 hồ sơ cầm tay, anh chị sẵn về bóng số nhá. Máy thì em rung không tiếng động lạ luôn. Đó. Xe cực kỳ dễ chơi, để cho chị có 32 triệu thôi, 32 triệu hồ sơ cầm tay, một mẫu 200cc ABS nha anh chị các bạn, ABS 2 kênh luôn, đuôi này còn zin luôn nè, đuôi zin bô zin luôn. Con này cần khá là cứng xe, hồ sơ có sẵn nữa, 32 triệu cho anh chị mình chơi. Rồi tiếp theo luôn. Còn sang bên cạnh em có cái mẫu Sport, nó là Suzuki GXR 150, hiện tại đang còn 5 chiếc nha anh chị. Rẻ nhất của nó là 20 triệu. Chiếc đầu tiên màu đỏ đen này, con này thì nó mang cái biển số của con này gốc của nó là 84. Hồ sơ thì cầm tay rồi, anh chị về bấm số mới thôi. Xe 2020 nhá. Đó, để cho anh chị mức giá con này là 30 triệu bao hồ sơ. À, hồ sơ có sẵn, 30 triệu màu đen đỏ cực kỳ cứng này. Đấy, mẫu xe phân khúc 150 đứng đầu về phần tốc độ nha anh chị các bạn. Đứng đầu luôn. Còn sang bên cạnh cái màu đỏ đen nó là xe 2021 anh chị ạ. Xe này nó là xe 2021, nó đi được 21.000 cây rồi. Quá đẹp. chất. Con này để hơi chịu mức giá là hôm nay giảm xuống còn 30 nhá, từ 329 đến 30 bao hồ sơ. Rồi, góc không cần trả trước luôn nha anh em. Đúng rồi, không cần trả trước luôn. Còn sang bên cạnh cái màu xanh đen này. Xanh đen này thì nó mang cái biển số 68 Kiên Giang. Con này thì nó đi được hơn 50.000 cây, chuẩn nó luôn. Đó, để cho anh chị mức giá hôm nay còn là 27 thôi. Đó, giảm xuống 27 nha anh chị. Khá mềm nha anh em ơi. Rất mềm. Còn rẻ nhất chiếc này 20 triệu này. Giá nữa hả? Con này chỉ rẻ nhất chỉ có 20 luôn. 20 luôn. 20. Ồ, một chiếc này bao hộp lệ nhá. Có rẻ luôn anh chị các bạn ơi. Chiếc này thì nó mang cái biển số 62 Long An, biển liên doanh biển công ty ấy. Đó. Xe thì sạch đẹp, máy sơn xi thì sạch đẹp luôn. Đang sạc bình đó nha. Đang tháo bình nó đi sạc rồi. Máy móc thì nguyên bản nha anh chị, yên tâm. Máy móc em bảo hành 6 tháng cho anh chị. Xe đi hơn 30.000 cây. Để cho anh chị mức giá hôm nay còn là 20 triệu tròn. 20 triệu thôi. 20 triệu bao hộp lệ cho anh chị mình nhé. Để biển vô đi ha. Để biển vậy đi. Sang bên này con này biển 60 Đồng Nai, xe màu trắng đỏ cực kỳ đẹp này. Xe đi 16.000 km 2019. Đó. Máy móc thì nguyên bản nhá. Chiếc này thì để giảm xuống cho anh chị này. Con này thì có giảm xuống còn 28 này. 28 bao hồ sơ cho anh chị mình rồi này. Đó, GX R150. Trắng tem đỏ nha anh chị. Tem đỏ cực kỳ nổi bật luôn. Còn sang bên này thì em có mẫu GX S150. Còn một cặp luôn. Con đầu tiên thì mang cái biển số của 83 Sóc Trăng, xe 2019. Đó, con này thì đi hai mấy nghìn cây thôi, hết bình rồi. Đi hơn 20.000. Chiếc này thì giảm xuống cho anh chị còn có 24 thôi. 24 bao rút hồ sơ. Đó, xe sạch đẹp. Còn sang bên cạnh, con này thì nó mang cái biển số 38 của Hà Tĩnh, cũng là xe 2019 luôn. 38 Hà Tĩnh, chiếc này nó đi được 17.000 cây, để cho anh chị là 24 triệu luôn nhá. Bao hồ sơ cho anh chị mình. Xe rất nét. Đợt này giá xe phải nói là khá là mềm cho anh chị các bạn, mình có thể sở hữu mà đi Tết nha anh chị. Đó, sang bên này em có mẫu Yamaha MT15. Xe này mang biển số Sài Gòn, anh chị sang tên toàn quốc 1% thuế. Xe 2020, đi được 13.000 cây nhá, có lên đồ chơi cơ bản như là bảo vệ ti phuộc này. Đó, chống đổ, ba ga đầy đủ hết nhá. Zin chất 48 triệu cho anh chị mình sở hữu chiếc này. 48 triệu bao hồ sơ. Đó. Còn xuống dưới này mẫu next buy thì em có cái mẫu Suzuki Bandit 150 đó. Hiện tại em đang còn hai chiếc này. Chiếc đầu tiên cái màu vàng cát này thì nó mang cái biển số của 71 Bến Tre, xe 2019 nhá. 71 Bến Tre, xe 2019. Đó, xe đi hơn 40.000 cây, sạch đẹp. Để cho anh chị mức giá hôm nay còn 26 triệu bao hồ sơ. Đó, giá rất là mềm rồi, 26 bao hồ sơ cho anh chị nhé. Còn sang bên cạnh con này thì mang cái biển 62 của Long An, màu đen tem đỏ. Xe 2019 luôn. Con này thì đi được 40.000 cây. Nó cũng zin toàn bộ luôn. Xì tí của bộ. Chiếc này giảm cho chị còn 28 triệu bao hồ sơ. Đó, sạch đẹp. Rồi ở đây có mấy dòng xe mô tô mini anh em ơi, nhập khẩu Thái Lan này. Thái Lan. Đầu tiên thì có con Honda MX 125. Con này thì nó mang cái biển số của 47 Đắk Lắk, xe 2021 nha anh chị. Đó, đi được 13.000 cây, để cho chị mức giá chỉ có 35 triệu thôi nhé. Con này thì mới về chưa có giảm giá nha anh chị. 35 triệu bao hồ sơ. Đó, xe nào mới về thì em sẽ ghi là mới về, không giảm giá được. 30 triệu. Máy nổ còn ngon lắm em. 35 bao hồ sơ. Rồi. Xe đời cao. Con này mình thích mềm thì lấy chiếc này nè. Con này mềm. Con này thì nó cũng mới về này. Con này nó đời đầu 2016, mẫu đèn tròn nhá. Con này thì nó mang cái biển số của 68 Kiên Giang. Xe thì cực kỳ sạch đẹp. Đó, xe thì sạch đẹp luôn nhá. Con này máy móc nguyên bản, êm thì thầm, để cho anh chị mức giá là 17 triệu. Bao hợp lệ, xe mới về nhá, bao hợp lệ cho anh chị mình. Món này triệu. Thì cũng nhập khẩu Thái Lan luôn nha anh chị em này. Tiếp theo, đời còn cao này. Bên cạnh con này đời cao, 60 Đồng Nai. Con này xe 2019 anh chị ạ. Có lên là nó là liền mẫu liền vuông 2019 nhá. Chiếc này để cho anh chị mức giá hôm nay còn 26 triệu bao hồ sơ, xe đi hơn 30.000 cây. Đó, sang bên này cũng có cái này gọi là chùm phân khúc mini luôn. GZ 125. Con này em đang bình. Món này hiện tại khá là hiếm rồi này. Rất là hiếm. Con này mang cái biển số 83 Sóc Trăng, bao hồ sơ cho anh chị nhé. Bao hồ sơ cho anh chị, mức giá hôm nay giảm xuống còn 28 này. Đó, máy móc thì nguyên bản, bao zin luôn, dàn áo thì em thấy sơn lại rồi. Xe này đâu lúc trước nó mới đâu hơn trăm ha. Rất là mắt luôn. Hôm nay còn 28 triệu thôi anh chị. Xe mới hầu như hôm nay cũng hết xe hết. Hết rồi, đúng rồi. Đâu còn sản xuất nữa đâu. GZ 125 hết rồi. Rồi, ok nha anh em. Tiếp tục này. Tiếp tục dưới này có cái mẫu sẽ đi luôn từ cái hàng Classic này nữa cho anh chị này. Đầu tiên em có cái thằng Honda CB150 Venza, một mẫu xe rất là đẹp nhá, đèn tròn. Con này thì nó biển 72 Vũng Tàu, nó qua nhiều đời chủ rồi cho nên mà không có bao hồ sơ cho anh chị. Bao hợp lệ thôi, bao hợp lệ cho anh chị, mức giá là 28 triệu. Xe có lên chống đổ, đèn chợt sáng. Máy móc thì nguyên bản, bao zin, bảo hành 6 tháng nhá. Xe đi hơn 50.000 cây, hơn 50.000 km, chuẩn nó rồi cho anh chị mình luôn. Còn nó 28 triệu thôi, giá quá mềm. Bao hợp lệ nha anh chị. Rồi. Còn phẩm trong này, con này thì mang cái biển số 86 của Bình Thuận này. Con này nó là Suzuki GD 110, biển 86 Bình Thuận. Xe 2018 anh chị. Đó, 28. Chiếc này thì để cho anh chị mức giá hôm nay còn 16 triệu thôi, 16 triệu bảo lệ cho anh chị mình nhé. Đấy, giá quá mềm, dễ chơi nha anh chị. Đấy, còn tiếp đến cái mẫu Classic nữa, em có thằng Yamaha IB 125, mẫu xe Yamaha chính hãng luôn. Con này thì nó mang cái biển số của Sài Gòn, xe 28. Ok đẹp. Con này thì nó có lên thêm cho anh chị cái chói đèn khác này và cái đồng hồ. Đó. Con này thì để cho anh chị mức giá chỉ có 28 triệu thôi, 28 triệu bảo hồ sơ nhé. Hôm nay giảm còn 28 bảo hồ sơ. Còn phía trong này thì em có cái mẫu Cruiser, nó là GZ Cano Mea và mẫu Avenger 220. Chiếc đầu tiên này GZ Cano Mea này. Con này thì nó mang biển số 61 Bình Dương, xe 2017. Xe thì sạch đẹp từ trên xuống dưới luôn. Để cho anh chị mức giá hôm nay còn có 28 triệu thôi nhé. Trước này thì nó máy móc thì em làm rồi cho nên em bán bao hợp lệ và không bảo hành máy cho anh chị, mức giá chỉ có 28 triệu rồi cho anh chị chơi trải nghiệm ha. Rất là dễ tiếp cận ha. Còn sang bên cạnh này, con này thì anh chỉ là muốn rút hồ sơ sang tên, muốn bảo hành máy đầy đủ thì em có con này, mang biển số 84 Trà Vinh. Con này thì em 2017 thiếu một cặp thùng sau. Em bán bao hồ sơ cho anh chị ở mức giá là 38 triệu. Máy móc để bảo hành đầy đủ 6 tháng nhé. Rồi, ok. Tiếp đến là có cái mẫu Cruiser nữa, nó là Avenger 220cc. Một mẫu xe nhập khẩu của Ấn Độ nhé. Một mẫu xe nhập khẩu của Ấn Độ 220cc. Biển số Sài Gòn 27, đi được 11.000 km rồi anh chị ạ, đi rất ít. Chiếc này thì để cho chị giá mềm này, còn có 35 triệu thôi. 35 triệu bao hồ sơ nhé. Đấy, trong quá trình em quay mà anh chị các bạn mình xem chi tiết chưa rõ mình thông cảm nha anh chị các bạn. Cần coi chi tiết xe nào có thể liên hệ qua số em có để trên màn hình luôn anh chị. Tiếp theo trong đây hai chiếc trong này thì em nhận cọc mất rồi. Em có thằng Master này, Master 209. Master 209 biển số Sài Gòn nhá, xe 209 anh chị ạ. Con này thì đồ zin còn khá nhiều, em nhét vào trong số này. Chiếc này để anh chị có 17 triệu thôi, 17 triệu bao hợp lệ cho anh chị mình nhé. Anh chị muốn rút hồ sơ thêm phí vào em vẫn rút bình thường. Đó. Rồi, khá là mềm, đó, mười mấy triệu rồi nè. 17 triệu. Honda Master. Đó là tất cả những mẫu xe ở khu vực phía trên này nha anh chị các bạn mình. Đó, anh chị các bạn mình mới vào xem buổi công chiếu này có thể hết buổi này mình tua lại từ đầu mình xem lại giúp em nha. Đó thì chắc có lẽ em cũng tạm dừng video tại đây nha anh chị. Cảm ơn anh chị các bạn theo dõi hết video ha. Và hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo. Chào toàn thể anh chị và các bạn nhé.